Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trân trọng kính mời cha chủ sự và quý cha, quý quý tu sĩ nam nữ và toàn thể các quý chức, quý ban hiển giáo và quý cộng đoàn chúng ta an toàn. Và con xin trân trọng kính mời một vị đại diện cho giáo họ sẽ có đôi lời tri ân tới toàn thể các quý cha và tất cả các quý vị. Xin được trân trọng kính mời ông chủ chánh đại diện. Nghe chánh xứ đền thánh Quận Phương, cha phó Vinh Sơn cùng các cha đồng thế. Kính thưa quý quý sĩ nam nữ, các quý chức cùng toàn thể cộng đoàn, hôm nay toàn thể cộng đoàn giáo họ Đông Cường chúng con cùng họp nhau nơi đây để mừng kính lễ Đức Mẹ Dân Chúa trong đền thờ, cũng là quan thầy bổn mạng của giáo họ Đông Cường chúng con. Giờ đây trong giờ phút thánh thiêng này, trước hết chúng con dâng lên Thiên Chúa những lời tạ ơn vì biết bao ơn này Chúa đã trao ban trên giáo họ chúng con. Qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria cùng cha thánh từ đạo quê hương, những ân phúc thánh thiêng của Chúa đã tuôn đổ trên mỗi người, đến từng gia đình cùng tất cả những ai đang hiện diện nơi đây. Qua đó chúng con chẳng biết làm gì cho xứng, nói gì cho cân, mà chỉ biết rằng từ sâu thẳm cõi lòng của mỗi người, chúng con cùng nhau ngợi khen và tung hô rằng: muôn nước hỡi nào ca ngợi Chúa, ngàn dân ơi hãy chúc tụng danh Ngài. Giáo họ chúng con xin tri ân các bậc tiền nhân, những bàn chân đã khai hoang mở lối, đã đem tin mừng của Chúa đến và khai sáng lên giáo họ Đông Cường. Những bàn tay đã vun trồng qua suốt chiều dài lịch sử, để hôm nay cây sinh ngàn nhánh do từ gốc, nước chảy muôn nơi bởi có nguồn. Xin cho chúng con là con cháu luôn noi gương các ngài, biết đem lòng yêu thương và bác ái, biết lắng nghe và dấn thân phục vụ, để một ngày kia trên thiên quốc chúng con được hợp tiếng với các ngài mà ca tụng tạ ơn Chúa muôn đời vinh hiển. Nguyện xin Thiên Chúa giàu lòng xót thương ban ân thưởng cho các ngài trên nước trời. Chúng con xin cảm ơn cha xứ, cha phó cùng các cha đồng tế đã yêu thương và hướng dẫn chúng con tổ chức mừng lễ quan thầy hôm nay rất long trọng và sốt sắng. Các cha luôn cầu nguyện cho giáo họ chúng con, đã linh hướng chúng con về đức tin và định hướng cho chúng con về đời sống phục vụ. Chúng con xin tri ân và cảm ơn các cha, nguyện xin Thiên Chúa ban muôn hồng phúc trên các cha, để các cha tiếp tục công việc tông đồ mà Chúa đã trao phó. Xin các cha tiếp tục cầu nguyện cho giáo họ chúng con, để chúng con chu toàn bổn phận phụng sự Thiên Chúa và phục vụ giáo hội. Trong niềm vui hân hoan mừng kính quan thầy bổn mạng và nhân dịp bước vào thềm năm mới, giáo họ chúng con xin dâng lên các cha bó hoa tươi thắm để bày tỏ lòng biết ơn và xin chúc mừng. Xin mời ông chủ đại diện cho giáo họ dâng lên các cha. Xin cha xứ cùng các cha vui lòng đón nhận tấm lòng của chúng con. Kính thưa quý thầy, quý dì, quý chức và cộng đoàn rất thân mến. Qua tâm tình của ông chủ chánh đại diện cho cộng đoàn giáo họ vừa nói lên, chúng tôi những người được bề trên mới cử về phục vụ giáo xứ các thánh tử đạo Quận Phương, đó là cha phó, rồi thầy phó tế, cũng như quý cha dòng thánh thể, có thể nói là vẫn còn bị choáng ngợp trước cái bề dày lịch sử của giáo họ Đông Cường. Con chỉ xin nói một chút để các cha cảm nhận điều đó. Đây nó là mảnh đất đầu tiên mà theo như lịch sử cho biết là quận Anh Hà, nơi đã được đón nhận hạt giống tin mừng đầu tiên. Và ngôi nhà quán cư đây có thể nói là ngôi nhà quán cư cổ nhất, đẹp nhất của giáo Phật Bù Chu cho đến hôm nay. Và ngôi nhà thờ chúng ta đây cũng là một bằng chứng lịch sử cho thấy tiền nhân cha ông của giáo họ chúng ta đã gây dựng
một lịch sử quật cường, một giang sơn gấm vóc, như những gì mà các nhà sử học thường nói về những mảnh đất truyền thống. Vì vậy, thay lời cho quý cha, những người mới được bề trên cho về phục vụ tại giáo xứ các thánh tử đạo Quần Phương, chúng tôi rất trân trọng lịch sử của giáo xứ cũng như cách đặc biệt của giáo họ Đồng Cường này. Và những tâm tình của ông Trùm Chánh đại diện cho giáo họ có thể nói đã diễn tả phần nào cái lịch sử hào hùng của giáo họ Đồng Cường chúng ta. Đại diện cho quý cha cũng như quý khách, xin chúc mừng lễ bổ hoàng của giáo họ Đồng Cường. Chúc quý vị luôn được bình an, dồi dào sức khỏe, tràn đầy hồng ân của Chúa để tiếp tục nối tiếp cái lịch sử hào hùng mà các vị tiền nhân cha ông chúng ta đã để lại. Xin cộng đoàn chúng ta nồng một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng lễ bổ hoàng của giáo họ Đồng Cường. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em thân mến, cách đây 40 ngày, chúng ta đã hân hoan cử hành lễ Chúa Cứu Thế Giáng Sinh. Hôm nay chúng ta mừng ngày Chúa Cứu Thế được Thân Mẫu và Thánh Giuse dâng cho Thiên Chúa Cha trong đền thánh. Nhìn từ bên ngoài, chúng ta thấy người làm theo luật dạy, nhưng thực ra qua biến cố này, người đến gặp dân người. Quả vậy, cụ già Simeon và nữ ngôn sứ Anna được Chúa Thánh Thần thúc đẩy đã đến đền thánh. Cũng chính nhờ Chúa Thánh Thần soi sáng mà các ngài đã nhận ra em bé Giêsu chính là Chúa của mình và hoan hỉ loan báo cho những người khác. Phần chúng ta hôm nay cũng vậy. Chúng ta đã được Chúa Thánh Thần quy tụ nơi đây và chúng ta sẽ cùng nhau tiến về nhà Chúa gặp Đức Kitô. Chắc chắn chúng ta sẽ gặp người, sẽ nhận ra người khi bẻ bánh, trong lúc đợi chờ người trở lại vinh quang. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là nguồn ánh sáng thật và là đấng tạo thành ánh sáng, Chúa đã chỉ cho cụ già Simeon nhận ra Đức Kitô chính là ánh sáng soi đường cho dân ngoại. Chúng con tha thiết nài xin Chúa ban phúc lành và thanh hoa những cây nến này. Xin nhận lời dân Chúa đang tụ họp nơi đây, miệng ca mừng thánh danh, tay cầm đèn cháy sáng, ước gì chúng con luôn thắng đường ngay lối,
tin nên cùng Đức Kitô là ánh sáng chẳng bao giờ tàn lỗi. Người hằng sống và hiền chi muôn đời. Amen. Chúng con trân trọng kính mời quý cha tiến ra phía trước này và xin các bà mẹ con thơ chúng ta đưa các cháu lên để quý cha đặt hai tay trên đầu các cháu như một biểu tượng chúc lành đến từ Thiên Chúa. Sau đó chúng ta bắt đầu cho cuộc rước nến cũng như cung linh Đức Mẹ và Bác Thánh.